Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sắc màu văn hóa Tây Bắc. Thưa quý vị và các bạn, nói đến nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, không thể không nhắc đến trang phục truyền thống của người phụ nữ Mông. Bằng đôi bàn tay khéo léo, tài tình, chị em phụ nữ dân tộc Mông ở xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã làm ra những bộ trang phục truyền thống, không chỉ giữ gìn một nét văn hóa dân tộc mà còn phát triển nghề may trang phục dân tộc trở thành sản phẩm hàng hóa, góp phần tạo việc làm, thêm thu nhập cho một số chị em phụ nữ tại địa phương. Đây là cách mà chị em phụ nữ người Mông Đỏ ở bản Nậm Tắt, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tạo ra những hoa văn bằng sáp ong trên trang phục của mình. Không làm theo cách truyền thống, làm theo cách này sẽ tạo ra nhiều hoa văn hơn và nhanh hơn cách làm truyền thống. Hoa văn được thêu bằng chỉ màu đỏ, hồng, cam, xanh theo những hình thù đã có sẵn trong trí nhớ của người phụ nữ. Người Mông không thêu đè lên các sợi vải mà luôn chỉ theo mắt sợi, hay gọi là thêu lát, vì vải lanh dệt thưa rõ mắt sợi và thêu đường thẳng, đường rích rắc theo cách thêu chéo mũi, thêu ở mặt trái nhưng các họa tiết lại nổi lên ở mặt phải của vải, tạo nét mềm mại mang sắc thái riêng biệt. Từ khi còn nhỏ thì tôi đã được mẹ dạy cho cách thêu hoa văn như thế này. Đến bây giờ tôi vẫn thêu như thế thôi. Các hoa văn họa tiết trên trang phục của người Mông chúng tôi có các màu như màu hồng, xanh, đen, vàng, tím và đỏ. Những hoa văn trên váy áo của người Mông chủ yếu là hình chữ nhật, hình vuông, hình thoi, hình xoáy ốc, tùy theo trí tưởng tượng và độ khéo léo của người thêu. Ai thích cái gì là thêu cái đấy, đủ màu sắc cho váy nó đẹp. Khác với các dân tộc khác, trang phục của phụ nữ Mông gồm rất nhiều bộ phận cầu kỳ hợp thành như khăn đội đầu hoặc mũ, áo, váy và thắt lưng. Người Mông thường quan niệm các khối hình càng thêu tỉ mỉ, càng chắc tay thì càng thể hiện được sự khéo léo trong việc vun vén hạnh phúc cũng như sự giàu sang sung túc của gia đình. Thì đối với tôi thì cái này tôi vẫn chưa biết làm lắm mà chị nhìn với các học hỏi với các chị em với lại các cô các bác rồi tôi dần thì tôi cũng tập làm được, vẫn chưa đẹp lắm nhưng mà tôi sẽ cố gắng để làm được. Mình phải làm cái này để mình ra ví dụ như đi đám cưới hoặc là đi chơi thì mình có để mặc để mình giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Bản Pá Kha, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ là nơi sinh sống của gần 100 hộ người dân Mông Si, hay còn gọi là Mông Hoa. Đây là một cộng đồng có truyền thống dân tộc đậm đà bản sắc văn hóa. Nổi bật là nghệ thuật tạo hình trên nền trang phục được người Mông Hoa lưu giữ, bảo tồn, phát huy. Trang phục truyền thống của phụ nữ Mông gồm áo xẻ ngực, váy, tấm vải che phía trước váy, thắt lưng và xà cạp. Áo của người phụ nữ có cổ phía trước hình chữ V, được nẹp thêm vải màu tùy thích. Phía sau là một bức thêu hình chữ nhật, được trang trí hoa văn rất hài hòa, trang nhã và gắn đồng bạc tạo âm thanh vui nhộn cho bộ trang phục. Hai ống tay áo thường được thêu hoa văn là những đường vằn ngang với đủ màu sắc từ nách đến cửa tay. Đây là nơi hoa văn tập trung nhiều nhất, làm nổi bật chiếc áo của người Mông. Những hoa văn này chúng tôi thêu bằng chỉ màu đỏ, hồng, cam, xanh theo những hình được các bà, các mẹ truyền lại. Người Mông không thêu đè lên các sợi vải mà luôn chỉ theo mắt sợi vải và thêu đường thẳng, đường rích rắc theo cách thêu chéo mũi. Thêu ở mặt trái, nhưng các họa tiết lại nổi lên trên mặt phải. Các họa tiết chúng tôi hay dùng là hình bông hoa, ô chéo, chữ nhật, ô vuông, đường thẳng, hình con sên. Các hoa văn họa tiết được thêu tùy theo ý thích và trí tưởng tượng của mỗi người. Đây là em đang thêu cái miếng này là để làm cái áo.
áo của dân tộc cũng như là từ cổ xưa. Cái này là bản sắc dân tộc. Người Mông để làm được cái này thì học từ bố mẹ từ thời xa xưa. Trong thế hệ trẻ của chúng tôi là cái theo thuật này là học từ các bà các mẹ từ thời xưa. Chúng tôi cũng muốn giữ được bản sắc dân tộc của mình để không bị mất cái truyền thống của dân tộc. Bằng tình yêu với những hoa văn truyền thống, sự tìm tòi, dám nghĩ, dám làm, chị Tráng Thị Cầu cùng với các chị em phụ nữ ở bản Nậm Tắt, xã Nà Bổng, huyện Nậm Pồ đã thành lập tổ thêu may trang phục truyền thống nhằm đưa những chiếc váy áo thân thuộc hàng ngày trở thành hàng hóa giá trị. Chị Cầu đã giới thiệu về trang phục truyền thống trên mạng xã hội Facebook và đưa chúng trở thành hàng hóa bán ra thị trường, đem lại thu nhập đáng kể cho nhiều chị em. Từ khi mô hình thêu may trang phục dân tộc của hội viên phụ nữ xã Nà Bổng ra mắt đã có 30 hội viên tham gia. Trung bình mỗi tháng, chị Cầu và chị em trong mô hình có thể xuất bán từ 50 đến 300 sản phẩm ra thị trường nước ngoài, cũng như thị trường trong nước. Công việc mới này cũng đã mang lại nguồn thu nhập tương đối cho chị em tham gia mô hình. Gia đình tôi làm nghề thêu may trang phục truyền thống từ lâu rồi, và tôi rất yêu nghề này. Đến nay, tôi vẫn nối tiếp truyền thống gia đình để duy trì, gìn giữ bản sắc của dân tộc Mông. Tôi thành lập nhóm thêu may trang phục truyền thống là để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa để kinh doanh, tạo thêm thu nhập cho chị em trong bản. Cùng với đó, tôi còn tìm tòi học hỏi trên mạng Internet những hoa văn độc, lạ, đẹp mắt của dân tộc Mông ở các nước để có thêm nhiều mẫu mã khác đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chị Mùa Thị Mỹ ở bản Pá Kha, xã Nà Bổng, huyện Nậm Pồ cũng tập hợp chị em trong bản biết thêu may để thành lập mô hình thêu may trang phục dân tộc. Mô hình mới thành lập, song cũng thu hút đông đảo chị em tham gia. Chúng tôi thành lập cái mô hình này mục đích là để chị em phụ nữ biết thêu thùa, với chị em phụ nữ thêu được cái áo, cái vải. Với mục đích hơn nữa là tôi cũng muốn thành lập cái mô hình này để làm cho chị em có cái thu nhập, để chị em còn xóa đói giảm nghèo đấy ạ. Để làm được cái bộ trang phục dân tộc Mông đấy thì là chúng tôi phải mất rất là nhiều thời gian. Thêu được một cái áo hoặc là một cái váy thì một chị em chỉ có làm được một cái trên một tháng. Chúng tôi thêu cái áo hoặc là cái váy thì là chúng tôi lấy lại cái bản sắc dân tộc của ngày xưa các cụ để lại cho. Chúng tôi cũng thêu y nguyên cái hình của các cụ để lại. Chứ còn chúng tôi không lấy máu của người khác hoặc là không lấy hình của người khác để thêu thùa đấy. Chúng tôi giữ nguyên cái bản sắc của các cụ để lại cho chúng tôi đấy. Trong cuộc sống hiện đại, giao thoa về văn hóa, kinh tế, xã hội nên trang phục của người Mông ở xã Nà Bổng, huyện Nậm Pồ đã có nhiều biến đổi, kể cả chất liệu, kỹ thuật tạo hoa văn, cắt may trang phục. Mỗi sự cách tân đều làm nổi bật thêm những nét độc đáo riêng có của bộ trang phục. Với những đôi bàn tay khéo léo, tài hoa của phụ nữ dân tộc Mông, nhiều hoa văn truyền thống của trang phục dân tộc đang được phục dựng lại, gìn giữ cho nhiều thế hệ sau. Thưa quý vị và các bạn, trong kho tàng văn nghệ dân gian của mình, bên cạnh làn điệu dân ca Tơm, người Khơ Mú sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên còn sở hữu các thể loại nhạc cụ dân gian khá phong phú, độc đáo. Hầu hết các loại nhạc cụ này đều được làm từ những ống tre, ống nứa, nguyên liệu tự nhiên, gần gũi và gắn bó thân thuộc với người Khơ Mú.
đao đao, một nhạc cụ đặc trưng của người Khơ Mú. Để chế tác loại nhạc cụ này, những người phụ nữ phải vào rừng chọn lựa những cây nứa thẳng, đẹp và không quá già. Một đầu bỏ mấu, giữ lại thân ống nứa. Một đầu giữ lại phần mấu, rồi đục hai lỗ nhỏ nằm ở hai bên đối xứng nhau. Phần phía đầu không có mấu được vát nhẹ hai bên thân ống, tạo thành trạc hình chữ U dài khoảng 25 đến 30cm. Giữa hai cánh trạc có xẻ một khe nhỏ vào thân ống để kẹp một sợi chỉ nhỏ. Sợi chỉ này cũng có tác dụng điều tiết âm thanh. Khi đánh, người sử dụng sẽ dùng tay phải cầm phần dưới của nhạc cụ, đập phần đầu của nhạc cụ vào mu bàn tay để âm thanh vang lên. Điệu múa tăm đao truyền thống mang đặc trưng riêng của người Khơ Mú được tạo nên từ tiết tấu của đao đao, tạo nhịp cho các bước di chuyển, kết hợp với động tác của đôi bàn tay và toàn bộ cơ thể của người múa. Đao đao của người Khơ Mú chúng tôi thì chỉ có phụ nữ mới dùng để đánh và vui chơi trong các lễ hội, ngày Tết và ngày vui của gia đình. Lúc đi nương chúng tôi cũng mang đi vừa để đuổi chim muông, vừa để chơi mỗi khi rảnh rỗi, giúp chúng tôi quên đi mệt nhọc. Các cô gái khi giao duyên cũng dùng đao đao để thể hiện tình cảm của mình. Đao đao còn được sử dụng trong một số nghi lễ của dân tộc Khơ Mú chúng tôi. Tuy nhiên, có một điều kiêng kỵ là đao đao không được phép sử dụng gần với vị trí của hai bếp thiêng trong nhà của người Khơ Mú. Tót tơm là một trong những loại sáo dọc đặc trưng của người Khơ Mú, được chế tác từ phần ngọn của một thân cây nứa nhỏ có chiều dài khoảng 55cm. Tót tơm được làm từ hai đoạn ống nứa. Phần ống nứa nhỏ dài khoảng 15cm sẽ được cắm vào phần đầu của ống nứa to khi thổi. Tại phần ống nứa nhỏ, người ta chế tác tạo lưỡi gà bằng cách khía và tách ngay một lát nứa mỏng có chiều dài khoảng 2,5cm và chiều rộng khoảng 0,3cm. Tót tơm có 4 lỗ bấm cao độ, trong đó 3 lỗ trên mỗi lỗ cách nhau chừng 3cm. Một lỗ dưới nằm ngay ở phần lỗ đầu tiên cách nhau khoảng 4cm. Lỗ bấm dưới này do ngón tay cái điều khiển. Âm thanh của loại sáo này không trong mà hơi khàn khàn. Ngoài dùng để độc tấu, tót tơm được sử dụng phổ biến để đệm theo giai điệu của những bài tơm. Tót tơm do nam giới sử dụng, không dùng trong tang lễ và các lễ tục tín ngưỡng khác. Giờ trước khi mình đi lấy cái này thì cái bé này là phải lấy chỗ nào nó gặp ánh sáng kia, cái bé này. Xong cái to này mình lấy chỗ nào nó không gặp ánh sáng cũng được, thì cái này cần nhất gặp ánh sáng thì nó mới, cái lưới của nó thì nó mới, khi nào mình thổi thì nó mới nhạy thì mình bắt. Cái đoạn nào là mình phải đo đàng hoàng, ở trên này 3 cái, ở dưới này 4 ngón, ở này 4 ngón, ở dưới này 4 ngón. Dưới này cũng 4 ngón, thì nó mới bắt nhịp nhau, thì nó mới ra tiếng của sáo của dân tộc. Không chỉ đao đao, tót tơm, mà nhiều nhạc cụ khác của dân tộc Khơ Mú đều mang những nét độc đáo và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng do việc chế tác và tìm kiếm nguyên liệu, cũng như cách diễn tấu đơn giản, kết tinh trong nó những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong đời sống văn hóa của dân tộc Khơ Mú. Chuyên mục Sắc màu văn hóa Tây Bắc tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.